Rồi, chào các bạn trở lại với kênh Điện Cơ Nông Cơ Hồng Quân nhé. Hôm nay mình chỉ cho các bạn cái cách đấu một cái đi à cái motor này của nó là 3,7 5 ngựa motor kéo motor chập tua motor 1,4 cái này thì mình cuốn sẵn vào, bây giờ mình chỉ cho các bạn cái cách đấu. Đấy, nhiều người thì anh em nào mà mới học nghề thì đôi khi đấu cái này nó còn đang rối, đang còn chưa được tiên các bạn đấu thì các bạn phải bo cho nó gọn gàng cái này. Thì trước đây các bạn cái này thì mình bình thường thì mình cuốn liền luôn, nhưng mà hôm nay mình làm cái video để mình hướng dẫn cho các bạn đấu thì mình không có cuốn liền đó, thì mình các bạn phải xác định được ra cái đầu dây của nó thì để cho mình nói cho các bạn xem cho nó dễ hiểu. Thì cái con này thì mình cuốn đối xứng, cuốn đối xứng là của nó là đi tổng của nó 6 cuộn mà 2 cuộn 1 pha. Cứ 2 cuộn đối nhau như thế này thì nó là 1 pha. Đấy thì mình xác định 2 cái cuộn nó đối nhau là cái cuộn nào và cái đầu dây nó như nào thì các bạn phải xác định luôn. Thì đây. Mình xác định 2 cái đầu dây này là 1 cuộn này, nó đối diện với cái cuộn này. Đó thì đây mình sẽ lên đây. Mình đây và hai cuộn này thì đối diện với hai cuộn này đó, thì các bạn đấu thằng đầu với thằng cuối đó, thì thằng này cũng được mà thằng bên này cũng được, thì các bạn lấy hai thằng này chụm lại với nhau đây. Đó thì nó ra hai cuộn này của một pha đó. Thì tiếp theo thì bây giờ hai cuộn này thì đang đối diện nhau rồi, thì bây giờ cuộn thứ nhất này xong, bây giờ đến cuộn thứ hai này đấy, đến cuộn thứ hai thì các bạn coi xem nó có đối nhau này. Cuộn thứ hai thì đây, cuộn này thì nó lại đối diện với thằng này. Các bạn tìm ra hai sợi dây đây, hai sợi này, hai sợi của cuộn này này và hai sợi của cuộn này đây. Đó. Đây hai cuộn xe này thì mình cứ vẫn cứ đấu tiếp tục như vậy thôi. Nãy giờ là thằng cuối đấu với thằng đầu cuộn bên này, thì bây giờ lại tiếp tục đến cái thằng này
đen này. Rồi lại đầu cuối đâu với nhau. Đó. Này. Đây là hai sợi. Quần áo à. Là hai sợi của pha này. Đó. Chân của em. Này đấu cái này đi. Giờ mình lấy thằng này đấu thằng này cho nó cân. Quên đầu cuối cuối bên này. Chân của em kìa. Này. Chân của em kìa. Và giờ nó đều nhau này. Đó là ba hàng này. Rồi tiếp theo. Tiếp theo cuộn này xong rồi, đúng không? Cuộn này xong rồi thì lại đến cuộn này. À đâu cuộn này, đến cuộn này. Cuộn thứ nhất này. Cuộn này xong rồi này, cuộn này này. Tiếp này cuộn thứ hai này. Rồi bây giờ đến cuộn thứ mấy đấy, cuộn cái lọ này bây giờ. À đây này, giờ đến cuộn này. Này các bạn nha. Các bạn cứ tìm hai cái cuộn đối diện nhau thôi. Hai cuộn đối diện nhau. Đây, bây giờ lại tiếp tục cái cuộn này đối diện cuộn này. Lại chỗ này. Lộn chỗ này lộn. Lộn chỗ này rồi. Này. Đúng rồi, mình lộn chỗ này đây. Phải đấu bằng này. Đối diện này. Ra hàng này. Và tiếp theo bằng này. Phải đấu bằng này. Đúng rồi đây. Tiếp tục đến cuộn này thì cuộn này nó có hai sợi đây, rõ không con? Hai cuộn đây rồi đối diện với hàng này thì các bạn đâu có hai đây, hàng này đấu ra với nhau đó, các bạn chia ra nó đều nhau này, đều ba góc này, thấy không? Đều ba góc đó là những cái thằng này đấu lại với nhau này. Thì bây giờ chúng ta có là đi pha thứ nhất nè. Pha thứ nhất là 1 này, đối diện này. Pha thứ nhất là đây thằng này. Mấy thằng này ra một pha này. Pha thứ nhất này. Rồi, pha thứ hai. Pha thứ hai. Rồi. Là thằng này, đối diện với thằng này. Đây. Ba này, hai sợi tiếp này. Rồi, pha thứ ba. Thằng này, đối diện với thằng này. Tiếp theo. Rồi, đây. Ba này. Đó, chúng ta có 6 đầu. Đã ra là đi 6 đầu. Rồi bây giờ chúng ta đấu cái điểm nối này vào cái đã. Bao nhiêu phút được ạ? Bạn lót căn pha này cũng phải cẩn thận một chút nhé, không là là pha này cũng rất là quan trọng, cắt làm sao bạn cho nó ôm sát chân luôn. Nóng hết điện thoại.
Đi kìa chị, đi kìa. Chị sẽ đạp điện chứ xe đó em sao ngồi được. Hả? Rồi các bạn đấu xong rồi, các bạn chia ra tìm ra những cái pha nào nhá. Đây ví dụ như cái thằng này đối diện với thằng này là một pha đúng không? Thì đây sợi đầu, sợi cuối, sợi đầu của thằng này đối diện mà, thì đây hai thằng là một pha này, đó hai này một pha này, đó pha thứ nhất này, pha thứ hai này đối diện với thằng này, thì đây hai của nó ở đây, và tiếp theo thì cũng y vậy, đây nó đối diện với thằng này, thì đây hàng này, thì cái này mình nếu mà các bạn đấu tam giác á, đấu mà ví dụ đấu đúc chạy thành bốn sợi thì các bạn chỉ cần chụp này thôi, chụp ba thằng này lại, ba này lại là gọi là đấu tam giác, đấu đúc lên. Mà cái này thì mình quấn dây đôi á, là mình đấu sao đó, thì sao thì cứ ba cái đầu của ba thằng đầu của ba thằng cuộn mình đấu sao thì mình cứ chụp. Đây ví dụ như mình lấy một sợi của cái thằng này, cuộn này này, cuộn thứ nhất này, pha thứ nhất này, pha thứ hai, pha thứ ba này, thì một sợi này của nó này, đây cuộn này, tiếp theo là cuộn này, đây cuộn này, cuộn này và cuộn này, đây nằm bên này, pha thứ ba. Các bạn chụp lại này, chụp lại đó là các bạn ra ba sợi đấu, như này gọi đấu sao. Còn như mình thì mình làm đơn giản nữa, thì các bạn cứ chia đều ra này, chia đều ra này, các bạn cứ ví dụ ra này, vô ra, vô ra, vô đó, ra vô ra vô, vậy thì là chụp lại cũng thành đấu sao, không thể lộn đi đâu được đó. Thì cái cách đấu là như vậy. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách đấu một cái motor là đi năm ngựa chậm tua, năm ngựa ba pha chậm tua đó. Đấu cách đấu là đấu sao đó. Thì video của mình thì cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau đó. Thì các bạn xem kênh của mình nhá, thấy hay mà ý nghĩa đến với mọi người thì các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.